Bữa nay mình nấu phở với nhà với con gái cho nên giờ ra ngoài vườn cắt lá quế nha. Ok, một bát. Wow. Mày nấu gì mom? Này nấu phở. Nấu phở và cắt lá quế. Nấu phở. Nấu phở. Wow. Ngon dữ lắm. Cắt hết đi cho nó lên lại. Cắt hết luôn hả mom? Ừ, cắt hết mình cho nó lên. Rồi. Ô chín. Nó chín nè, hái ao phở nha. Wow. Ừ. Con trái à? Hai trái chín rồi. Thử hai trái đi. Wow. Mình ăn phở. Mình qua nhà con gái mình nấu phở nha. Bây giờ trước hết muốn nấu phở thì phải mua xương bò. Đây, đây mình có mua hai dĩa xương bò nè. Đây, cái này. Hai dĩa xương bò. Oxtail, beef oxtail. Mình thì mình thích nấu cái loại xương kia, nhưng mà tùy theo bữa mình đi mình có xương nào mình lấy xương đó. Beef bones. Ok. Rồi mình mua thêm một cái miếng thịt bắp. Muscle. Beef muscle. Nó không có nạm cho nên mình không tùy theo cái chợ của mình á. Với cái này để làm thịt tái. Yeah. Ở đây mình có mua miếng bò mềm để mình sắc ra là ăn phở nè. This is Angus beef. It's a roast. I thinly sliced them. Mấy cái gân của bò đó mình bỏ đây để mình nấu chung với nước súp cho nó ngọt. And this is the fat I trimmed off of that, and I'm gonna use it in the broth to get out flavor. Nấu phở thì cái nhà mua phở này nè, mình nấu cái nào mình nấu cũng được hết, nhưng mà mình nấu cái này thì mình nấu một gói rưỡi nha. Mình đã bỏ ở đây một gói rồi nè. Đây là mình bỏ ở đây một gói, lát mình lấy thêm nửa gói nữa. Mình rang cho nó cháy cháy á, đặng nó mới thơm nha cả nhà. Mình rang cho nó cháy nó mới thơm. This is the mixed spices for the pho. It comes with a little mesh bag in there, so you can just, what we do is we lightly toast them and then put them in the little mesh bag to put it in the boiling pot of water. I'm gonna add some more. Đó, phần nửa vậy đó, nhiều đó thôi nha cả nhà, là một gói súp này đó, một nồi súp này đó. Ở đây mình có bịch giá. Giá nè, bánh phở nè. Bánh phở thì mình mua hai loại, một cái loại này loại to với một cái loại nhuyễn này nè. Cả nhà muốn ăn loại nào, cả nhà mua loại đó nè. I like these ones. Mấy đứa con thì thích to, mình thích nhuyễn. Cái sugar này nè, cái đường gì đây? Đường phèn này nè, mình nấu ra cho nó ngọt, cái nước nó thanh á. Rock sugar. Với cái này bò già viên. Beef meatballs. And some culantro. Với mình có cái lá quế ở nhà, phải cắt nè. Đó, nãy cắt lá quế ở nhà đó cả nhà. Wow. Với hai trái ớt ở nhà cắt nè. Đây. Thấy ngon không? Cái này là của nhà cắt hồi nãy nè. Để đặng mình nấu phở mình ăn. Súp bắt lên đó, cái nồi nước lạnh á. Thì mình nấu miếng nước, mình luộc sơ cái xương đi ha cả nhà. Nấu miếng nước sôi lên đó, mình luộc sơ cái xương này nè. Yeah. Rồi mình đẩy ra, mình bỏ vô nồi nước súp. Rồi cái trong cái nồi nước súp mà trước khi nấu là mình phải có cái củ hành. Mình sắc ra ha, một cái củ hành lớn với một củ gừng bầm ra, mình bỏ vô cái bịch này, mình bỏ vô cái nồi nước súp cho nó tôm, nó khử mấy cái mùi tanh của thịt bò đó. Rồi với mình bỏ cái ngũ vị hương hồi nãy mình chỉ cả nhà đó nha. Là mình hầm xương cho khoảng 3 tiếng đi ha. Yeah. Còn nếu có nồi áp suất thì nhanh, nồi áp suất thì hầm khoảng 1 tiếng là có phở ăn rồi.
So in this mesh bag, the second one, she put in some the slices of ginger that she smashed a little bit, and some little pieces of onion. She's gonna put this in the broth so it can have a sweet sweet broth. Oxtails in, just quickly blanch them out. Just to get off that slimy film. Okay, nè, bây giờ mình bắt cái nồi nước lên á cả nhà. Khi mà nước nóng rồi thôi, không có cần để nó sôi, bỏ hai cái bịch gia vị vô ha, cái ngũ vị hương hồi nãy mình rang đó, bỏ vô với củ hành, với bịch củ hành với gừng, mình bỏ vô nồi nước ha. Rồi bây giờ á là mình luộc hai cái miếng bò bắp này nữa. Mình muốn chỉ cả nhà cho nên mình luộc vô cái nồi này, chứ mình có cái nồi áp suất nhưng mà mình muốn làm vậy đó cho cả nhà thấy. Mở xương vô hết, mình xương này mình luộc tái ra rồi, mình rửa sạch sẽ ra rồi nha. Mình đã luộc sạch sẽ rồi. Mình luộc sơ sơ, cái mình bỏ muối vô sạch sẽ rồi. Bây giờ mình tí rửa lại, cái mình bỏ vào nước súp cho nó trong. Bò mình sắc bò mấy lên nhà bỏ đi cho nó ngọt. Nó ngọt cho nó có cái chất mỡ của bò. Giờ mình hầm nữa phải không? Hầm. Giờ cứ hầm thôi. Ok, cái này 6 muỗng canh đường nè. Rồi 6 muỗng muối nè. Với bột ngọt 2 muỗng rưỡi. Cái này là 5 muỗng bột cà nông. Ok. Cả nhà bỏ 2 muỗng rưỡi bột bột nêm vô ha, bột bột ngọt. Rồi 5 muỗng bột cà no nè. 6 muỗng đường. Ok. Rồi cứ để cho nó sôi lên vậy thôi, không có gì hết. To skim the fat off. Nhưng mà bọt đó là mình vẫn hết nha. Đúng giờ chưa, 1 giờ chưa? Mới có nửa tiếng rồi. Mình vớt cái thịt này ra nè. Mới có nửa tiếng rồi. Không, vậy cho đúng 12 giờ là mình vớt cái thịt này ra. Ok.
thì khoảng muỗng ăn chanh vậy thôi. Táo này mua ở đây không rồi chị? Bò viên. Bò viên. Beef ball. Beef balls. Beef ball. Mình đang cắt thịt bắp phải không? Ừ, đẹp thịt bắp. Thịt bắp này đừng cắt dày quá, nó không ngon. Ăn không dày nó thấm vô nước súp nó ngon hơn. Cắt dày quá ăn nó không có thấm vô nước súp nó không ngon. What a great thing to have on camera. Đâu rồi cái bó hành vừa nãy đâu rồi? Mình hầm hồi sáng tới giờ, giờ khoảng 5 giờ mới được ăn nè. Ừ. 3 tiếng mấy. Yummy, Edward? Ừ. Ngon không mom? Nó ngon luôn, nó ngọt lắm. Mềm. Perfect. Me too. Mm. Took all day to make this. Again. Bây giờ tới ăn phở xong rồi giờ tới lai xét mà. Bây giờ ăn đu đủ, gọt ngọt lắm chứ xoài cũng ngọt lắm. Nhưng mà mấy đứa con rồi uống sinh tố, nên giờ lấy này xay sinh tố uống. Ok, bây giờ con gái nó đã xay sinh tố đu đủ rồi nè. Bây giờ cả nhà cùng uống rồi thôi, vậy chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại tuần sau. Bye cả nhà. Bye, bye.